chào và cảm ơn quý vị đón theo dõi chuyện 22 giờ tối nay. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 10 năm 2017 xin chuyển đến quý vị nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Công Thương nhận định vụ việc gian dối của Khải Siêu gây tổn hại giá trị thương hiệu Việt. Tạm đình chỉ công tác cảnh sát cơ động truy đuổi lên gối vào bụng học sinh. Áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Bộ. Từ ngày 27 tháng 10, iPhone 10 bắt đầu cho đặt hàng trên toàn thế giới. Câu chuyện trong ngày, thú vị sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho các cụ ông đam mê xe đạp. Mở đầu là một câu chuyện kinh doanh đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, chia sẻ bên hành lang Quốc hội sáng 27 tháng 10 liên quan tới việc thương hiệu Khải Siêu bán khăn lụa Made in China nhưng gắn mác Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, đại biểu tỉnh Quảng Ngãi cho rằng hành vi của Khải Siêu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nền tảng đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh rằng trong kinh doanh, Khải Siêu đã thể hiện sự không tôn trọng lợi ích người tiêu dùng, thiếu trung thực trong kinh doanh sản xuất và điều này đã gây tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng, tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt. Nhưng quan trọng hơn là nó làm tổn thương đến tình cảm, lòng tự tôn dân tộc của người Việt. Vì vậy, các cơ quan quản lý chức năng của Cục Quản lý Thị trường, Quản lý Cạnh tranh và của Hà Nội đang tiến hành xác minh làm rõ đối với các hoạt động vi phạm của doanh nghiệp. Sau động thái của ngành quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế, ngành thuế cũng vào cuộc khi yêu cầu báo cáo đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của tập đoàn Khải Siêu. Thông tin này do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Đại Trí đưa ra tại cuộc họp báo về kết quả triển khai các dịch vụ điện tử phục vụ người nộp thuế vào chiều nay ngày 27 tháng 10. Cụ thể, Tổng cục Thuế đã bước đầu chỉ đạo với cơ quan thuế ở Hà Nội đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Khải Siêu. Ông Trí cho biết hiện tại chưa có báo cáo cuối cùng của phía cơ quan kiểm tra, nhưng ít nhất sang tuần có thể sẽ có thông tin cung cấp tới báo chí. Hôm nay, Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đã ký văn bản báo cáo việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành quy định minh bạch tài sản thu nhập của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, ông Phạm Sĩ Quý bị cảnh báo cho thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã họp thống nhất kỷ luật những cá nhân liên quan đến kiến nghị trong kết luận thanh tra. Ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên bị cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền, cho thôi các chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở. Ông Quý được điều động đảm nhiệm chức Phó Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch và ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái bị khiển trách về mặt đảng và chính quyền. Một người mặc áo quân phục cảnh sát cơ động sau khi truy đuổi một học sinh té ngã ra đường, bất ngờ lại gần, thúc gối vào bụng của em này. Sự việc đã được người dân gần đó quay phim và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình trước hành vi phản cảm của viên cảnh sát cơ động. Trong diễn biến mới nhất, Trung đoàn Cảnh sát cơ động quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ công tác của hai cảnh sát trong video clip. Hành vi cảnh sát cơ động lên gối vào bụng của nam thiếu niên là sai và phản cảm. Hiện tại, hai chiến sĩ liên quan đến việc này đã viết giải trình và bị tạm đình chỉ công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động. Theo giải trình ban đầu của hai cảnh sát cơ động trong video clip nói trên, lúc tuần tra theo kế hoạch tại địa bàn của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện nam thanh niên đi xe mang biển số 59S2-4720 là xe độ có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe. Lúc này nam thiếu niên điều khiển xe bỏ chạy nên hai cảnh sát cơ động đã truy đuổi theo. Về hành vi không tuân thủ luật giao thông của nam sinh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu quận Bình Thạnh cho biết sẽ có hình thức răn đe đối với học sinh này. Liên quan đến bài mờ ám quy trình kiểm tra của tổ cảnh sát giao thông công an thành phố Huế mà báo Người Lao Động phản ánh, chiều nay 27 tháng 10, đại tá Cao Thanh Hải, phó trưởng phòng tham mưu BV11 công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bước đầu lãnh đạo công an tỉnh đã nắm được sự việc báo nêu. Trước mắt tạm thời không bố trí công tác đối với các cán bộ chiến sĩ liên quan mà báo phản ánh. Đúng sai sẽ xử lý rõ ràng sau khi các bộ phận chức năng xác minh báo cáo. Về các trường hợp bị tạm đình chỉ,
Đại tá Cao Thanh Hải cho biết đang đợi báo cáo từ Công an thành phố Huế và sẽ cung cấp sau. Cũng trong ngày hôm nay 27 tháng 10, Trung tá Nguyễn Thành Long, trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Ngọc Ái, 31 tuổi và Nguyễn Văn Trà, 25 tuổi, cùng trú tại xã Tam Xuân 1 để điều tra về hành vi trộm chó. Sau một tháng theo dõi, vào rạng sáng ngày 27 tháng 10, cảnh sát phát hiện Ái và Trà đi xe máy, dùng súng điện tự chế bắt trộm 5 con chó của người dân. Khi đem tang vật bán cho ông Lê Ngọc Thu, 63 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, hành vi của họ bị cảnh sát bắt quả tang. Khám xét tại nhà ông Thu, cảnh sát phát hiện trên 50 con chó đang nhốt trong chuồng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Nhà chức trách nghi ngờ số chó này do những người ăn trộm bán cho ông Thu. Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ cho biết, do Cần Thơ là đầu mối giao thương của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên lưu lượng trung chuyển hàng hóa trên thị trường rất lớn. Do vậy, tình trạng gian lận thương mại xăng dầu, buôn bán vận chuyển xăng dầu không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Từ tháng 6 năm 2017 đến nay, thì Ban chỉ đạo 389 Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra 96 vụ, phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm bao gồm chuyển tải, sang mạng xăng dầu không đúng vị trí quy định, vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có chứng chỉ kiểm tra theo quy định, vi phạm có chất lượng không phù hợp. Qua đó, Cần Thơ đã ra quyết định phạt tiền 180 triệu đồng, tịch thu 9.000 lít xăng không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 163 triệu đồng. Tiếp tục là những thông tin về thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 26 tháng 10, khu vực Nam Biển Đông đã hình thành dải hội tụ nhiệt đới và đang gây thời tiết nguy hiểm, mưa dông, gió giật mạnh cho các vùng biển ở phía Nam. Đến ngày mai 28 tháng 10, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành vùng áp thấp ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa, sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng xấu đến thời tiết của vùng biển phía Nam và khu vực đất liền Nam Bộ. Theo phân tích dữ liệu, chuyên gia khí tượng cho rằng nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Vùng ảnh hưởng trực tiếp là toàn bộ khu vực vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, từ Cà Mau, Kiên Giang, Phú Quốc và toàn bộ đất liền Nam Bộ. Chuyên gia dự báo thời tiết chia sẻ, nếu hình thành bão thì khả năng cường độ không mạnh lắm, nhưng mức độ nguy hiểm cũng rất nghiêm trọng. Dự báo cuối tháng 10, đầu tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh và cả Nam Bộ sẽ mưa nhiều. Chiều nay 27 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đang có một đợt không khí lạnh từ phía Nam di chuyển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Dự báo từ đêm 29 tháng 10, vùng núi miền Bắc sẽ đón một đợt rét dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội từ đêm 29 tháng 10 trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Từ đêm 30 tháng 10 thì trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ C. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 26 tháng 10, từ tỉnh Phú Yên đến tỉnh Bình Thuận đã xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm. Cảnh báo ở khu vực các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, tại các khu vực này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đặc biệt ở các huyện Tuy Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Cầu của tỉnh Phú Yên, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Bắc Ái, Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Thưa quý vị, hiện nay giá lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tăng từ 300 đồng đến 600 đồng một ký so với tháng trước, khiến cho nhiều doanh nghiệp phải rất là khó khăn mới gom đủ hàng xuất khẩu, thậm chí là phải quỷ hoặc là không dám ký hợp đồng mới vì sợ thua lỗ. Tại thành phố Cần Thơ, nông dân thu hoạch vụ lúa thu đông bán được giá cao hơn từ 250 đồng đến 450 đồng một ký so với vụ trước. Thương lái mua lúa tươi IR50404 tại ruộng với giá từ 4.800 đồng đến 5.200 đồng một ký, lúa tươi hạt dài từ 5.300 đồng đến 5.600 đồng một ký. Nhiều bà con cho biết nhờ vụ này ít bị sâu bệnh nên năng suất đạt khoảng từ 6 tấn đến 6 tấn 6 một hecta. Sau khi trừ đi chi phí, mỗi công lãi gần 2 triệu đồng. Tại An Giang, nông dân cũng đang vào đợt cao điểm thu hoạch lúa thu đông. Nhiều hộ nông dân cho biết ít khi nào vào đợt thu hoạch cao điểm mà giá lúa lại liên tục tăng như vụ này.
chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tăng từ 300 đến 600 đồng một ký. Lúa OM5451 có giá từ 5.500 đồng đến 5.800 đồng một ký, tăng từ 450 đồng đến 600 đồng một ký so với vụ lúa hè thu vừa rồi. Theo nhận định của một số doanh nghiệp thu mua lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long, nguyên nhân giá lúa tăng là do hiện nay nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo sang các thị trường truyền thống như là Trung Quốc, Philippines, vân vân khá thuận lợi. Thưa quý vị, còn theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ hàng rau quả, nhưng mà cũng nhập khẩu tới 1 tỷ 250 triệu đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 10 năm 2017 thì ước đạt 209 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt là 2 tỷ 840 triệu đô la Mỹ, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó thì Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 9 tháng đầu năm. Trung Quốc là thị trường có thị phần vượt trội hơn hẳn, gấp hơn 20 lần các quốc gia khác. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài chờ đợi thì những chiếc iPhone X sắp sửa đến tay của người tiêu dùng. Và từ ngày hôm nay 27 tháng 10, người dùng có thể đặt mua iPhone X tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam thì không nằm trong danh sách 55 thị trường đầu tiên mở bán iPhone X mới hay là iPhone 10. Tuy vậy, danh sách này có sự góp mặt của một số quốc gia châu Á như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông. Để đặt mua máy, khách hàng ở các thị trường tương ứng chỉ cần truy cập vào website của Apple. Sau khi đặt mua, người dùng sẽ được giao máy kể từ ngày 3 tháng 11 tới. Trước đó, những thông báo phát đi từ giới chuyên gia cho thấy nguồn cung iPhone 10 sẽ rất khan hiếm trong năm nay, chỉ có khoảng 2 triệu chiếc được tung ra thị trường trong ngày mở bán. Nguyên nhân là bởi những vấn đề trong khâu cung ứng linh kiện từ phía các đối tác của Apple. Thưa quý vị, nước mắm Phan Thiết xếp loại lão làng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Cách đây 200 năm, ngư dân ở nhiều tỉnh như là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã vượt biển đến sinh sống ở vùng đất mới, đó chính là Phan Thiết ngày nay. Do lượng cá đánh bắt ở biển không tiêu thụ hết nên họ đã nghĩ ra phương pháp là ủ chượp cá với muối để làm nên nước mắm. Do mùa có nhiều cá cơm, các cơ sở nước mắm truyền thống ở Phan Thiết muối cá sau 12 tháng sẽ cho ra nước mắm bán ra thị trường. Nước mắm ở Phan Thiết chủ yếu làm từ cá cơm than và sọc tiêu, đánh bắt vào mùa cá nam từ tháng 5 đến tháng 9, tháng 10 âm lịch. Để mắm ngon đạt độ đạm cao nhất, người dân sẽ chọn những con cá cơm to bằng ngón tay út hoặc là chiếc đũa để ướp với tỷ lệ là 3 cá 1 muối. Sau 10 đến 12 tháng thì cá tự phân quỷ, nước mắm đầu tiên rút ra là nước mắm cốt qua quá trình lắng lọc. Người dân lấy ra để đóng chai đem bán. Thưa quý vị và các bạn, mọi người thường nghĩ tập thể dục thể thao bằng xe đạp, đua xe thường chỉ dành cho giới trẻ, những người còn khỏe mạnh. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Đây lại là cách tập luyện thể dục của khá nhiều người cao tuổi. Họ lựa chọn vì yêu thích sự di chuyển, vượt qua chướng ngại tuổi tác và chinh phục giới hạn của bản thân mình. Ở cái tuổi suýt soát bách niên, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn khỏe khoắn, năng động đạp xe, phong phong trên mọi nẻo đường. Đặc biệt là hơn cả, trong câu lạc bộ này là một cụ ông năm nay đã 91 tuổi, nhưng mà vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên vì niềm đam mê đạp xe, sung sức như là một tay đua thứ thiệt của lão tiền bối. Nam, nữ, trung niên, thậm chí là những cụ già, không phân biệt tuổi tác, vùng miền, tất cả những courier xe đạp này đều là thành viên trong câu lạc bộ xe đạp quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn cụ già nhỏ nhắn, miệng móm mém, vẻ mặt tươi tắn này, người mới biết ông sẽ không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cụ ông 91 tuổi vẫn có thể đạp xe phăm phăm trên đường. Mọi người ở câu lạc bộ vẫn gọi ông Tư Long, tức ông Lê Văn Long là lão tiền bối, bởi ông là hội viên cao tuổi nhất trong câu lạc bộ và cũng thuộc hàng cây cao bóng cả trong làng xe đạp Việt Nam. Đáng nói, chưa bao giờ ông bỏ cuộc trong mỗi hành trình của mình. Ông đã cùng mọi người chinh phục nhiều cung đường từ Bắc đến Nam.
chơi xe đạp này từ lúc 18 tuổi tới bây giờ là 2017 rồi, 90 năm rồi. Tôi vẫn còn đeo rủi. Tôi đi xe đạp từ Nam Chí Bắc, nghĩa là ở đâu cũng có tôi. Con người tôi mê đến nỗi là không biết mệt mỏi là gì. Cái năm rồi tôi bị xe tông 5 lần như vậy. Một năm trong một năm thôi mà tôi vẫn không bỏ được cái nghề, nghĩa là cái môn xe đạp của tôi. Ông Tư thích đạp xe từ nhỏ và niềm đam mê đó theo ông đến tận bây giờ. Cứ mỗi sáng trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, ông lại cùng các lão tướng khác đạp xe hăng hái, trông chẳng khác gì những tay đua chuyên nghiệp. Và cũng nhờ đạp xe, các ông luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Chính mấy đứa con tôi nó thấy tôi đi xe đạp vẫn khỏe người, không có phải bệnh hoạn lạc giặc như mấy ông già khác. Là vì vấn đề đó mà nó mừng ra, nó khuyên tôi nên đi cẩn thận vậy thôi, chứ ngoài ra nó cấm cản là không cấm cản được. Chứ tôi nghĩ tôi còn đi được là tôi còn đạp. Trước năm 99 thì tôi chỉ đi dưỡng sinh thôi, rồi thấy anh em chơi nhiều quá đó, cái mình ham, mình sắm chiếc xe đạp, cái chạy theo. Thì trong cái cuộc mà chơi đó, tôi thấy nó khoan khoái, mà trong con người nó lại khỏe khoắn hơn cái lúc mà mình chưa có chơi xe đạp. Duy trì hoạt động từ 15 năm nay, câu lạc bộ xe đạp quận 4 đã và đang tạo ra sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe và là nơi kết nối những đam mê yêu thích bộ môn xe đạp. Hiện câu lạc bộ có 82 hội viên, trong đó có đến 8 hội viên trên 80 tuổi. Và những lão tướng này đạp xe vì niềm đam mê đã ngấm vào máu, càng già thì càng mê. Những người gặp các cụ trên hành trình đều rất khâm phục sự bền bỉ, nỗ lực, niềm đam mê cũng như sức khỏe của các cụ. Câu chuyện về những tay đua lão tướng của chuyện 22 giờ cũng đã kết thúc chương trình tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.